soi kèo Scotland với Bồ Đào Nha 1:45 ngày 16 tháng 10. Tại bảng A1 của UEFA Nations League mùa này, đội tuyển Scotland đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Họ đứng cuối bảng với thành tích không có điểm nào và hiệu số bàn thắng bại là -3. Đây là một khởi đầu đáng thất vọng, đặc biệt khi Scotland từng được đánh khá cao nhờ đội hình giàu kinh nghiệm, gắn bó lâu năm và từng có những tiến bộ nhất định trong các giải đấu quốc tế trước đó. Sau thất bại tại Euro 2024, nơi Scotland bị loại với vị trí bét bảng, sự sa sút tiếp tục kéo dài khi họ không thể duy trì phong độ ổn định. Huấn luyện viên Steve Clark cùng các học trò đã trải qua chuỗi 7 trận không biết đến mùi chiến thắng, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng vực dậy của đội tuyển. Đội hình Scotland thiếu vắng những ngôi sao lớn và phần lớn phụ thuộc vào Scott McTominay, cầu thủ đã đóng góp đáng kể ở vòng loại. Nhưng hiện tại, lối chơi của đội dễ bị đối thủ bắt bài và thiếu sự sáng tạo. Hiện tại, vị trí cuối bảng của Scotland đang kém vị trí thứ hai của Croatia đến 6 điểm. Nếu như tiếp tục để thua ở trận đấu này, thì việc mà Scotland phải xuống chơi tại League B vào mùa sau chỉ còn là vấn đề thời gian. Về phía đội khách, Bồ Đào Nha đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại Nations League mùa này. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez hiện bất bại với 3 chiến thắng liên tiếp, ghi được 7 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần. Chất lượng đội hình của Bồ Đào Nha với nhiều ngôi sao nổi bật trên cả hàng công lẫn phòng ngự vượt xa Scotland về mọi mặt. Đặc biệt là siêu sao Ronaldo, cầu thủ duy nhất, tính đến lúc này đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu đầu tiên. Đội tuyển Bồ Đào Nha đang có phong độ ổn định và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng và tiến gần hơn đến tấm vé vào tứ kết. Trong trận lượt đi, Bồ Đào Nha đã có được chiến thắng sát nút trước Scotland. Và với phong độ như hiện tại, thì không có nhiều dấu hiệu cho thấy kịch bản sẽ thay đổi ở trận lượt về. Đội tuyển Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ giành thêm một chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng, đồng thời giành lấy tấm vé đầu tiên tại bảng A1 có mặt tại tứ kết giải đấu lần này. Soi kèo Scotland với Bồ Đào Nha. Phong độ của cả hai đội bóng đang có sự chênh lệch rất lớn. Trong khi Scotland không thắng ở 7 trận gần nhất, thì Bồ Đào Nha thắng đến 4 trong 5 trận vừa xong. Đây là trận đấu mà Bồ Đào Nha đang rất tự tin và phong độ đang rất cao. Do đó, đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez có thể sẽ giành trọn 3 điểm trên sân khách. Với việc Bồ Đào Nha đang chấp Scotland một trái ở kèo châu Á, thì đây sẽ là kèo từ hòa đến thắng, sẽ dành cho những ai đặt niềm tin vào Ronaldo và các đồng đội trong trận đấu này. Có thể, Bồ Đào Nha đã thua kèo trước Scotland trong trận đấu lượt đi, nhưng đừng quên ở trận đó, Bồ Đào Nha chấp đến 1.5 trái. Và đó cũng là trận đấu duy nhất mà Ronaldo cùng các đồng đội không thắng kèo, còn lại họ có đến 3 trận thắng. Trong khi đó, Scotland đã để thua kèo đến 3 trong 4 trận đấu gần nhất. Soi kèo tài xỉu Scotland với Bồ Đào Nha. Đội bóng chủ nhà Scotland cũng như vị khách Bồ Đào Nha đang là hai đội bóng có tỷ lệ kết quả nội tài tuyệt đối tại Nations League mùa này, khi mà kết quả 3 vòng đấu vừa qua của hai đội đều nội tài. Vì vậy, khi mà các sàn giải trí đang mở tỷ lệ tài xỉu cho trận đấu này ở mức 2.5-3 trái, thì tin chắc không ít giới mộ điều đã nghĩ ngay đến kết quả nội tài. Thật vậy, nếu nằm xỉu ở trận đấu này thì e rằng là chuyện quá mạo hiểm, bởi Bồ Đào Nha đang có tinh thần thi đấu rất thăng hoa, đặc biệt là siêu sao Ronaldo. Và chiều ngược lại, Scotland lúc này cũng không thể nào chơi phòng ngự, bởi một kết quả hòa trước Bồ Đào Nha vẫn là chưa đủ để họ có thể nghĩ đến việc trụ hạng. Chỉ có chiến thắng mới mong giữ lấy hy vọng trụ hạng thành công cho Scotland. Đừng quên, kết quả trong 2 lần gặp nhau trước đó giữa hai đội cũng đã nội tài. Dự đoán kết quả Scotland với Bồ Đào Nha. Dự đoán tỷ số 1-3. Dự đoán tỷ lệ châu Á, Bồ Đào Nha chấp 1 trái. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, tài 2 trái, rưỡi 3 trái cả trận.